phường của SBTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Buổi họp mặt mừng xuân Canh Tý 2020 do Nhà Việt Nam kết hợp với Hội Kết Đoàn đã được tổ chức tại Nhà Lão Woodland Hill, thành phố Arlington, Virginia vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020. Con xin được phép đại diện cho các bạn trẻ có mặt ngày hôm nay được kính lời cung chúc quý trưởng thượng. Ngày thứ Bảy 15 tháng 2 vừa qua, các bạn trẻ của Nhà Việt Nam và Hội Kết Đoàn đã tổ chức buổi tiệc tân niên tại khu nhà dưỡng lão Woodland Hill. Buổi tiệc tân niên năm nay lại trùng hợp với ngày Valentine, nên kể như các em đã đem đến cho khoảng 200 quý vị cao niên sống tại đây và quan khách hai niềm vui, đó là mừng xuân Canh Tý và mừng ngày lễ Valentine. Đã từ lâu, ngày Valentine không chỉ dành cho những đôi tình nhân, mà còn dành cho tất cả mọi người quan tâm và quý mến nhau. Do đó, hôm nay các bạn trẻ đã quây quần bên các cụ để cùng nhau chia sẻ niềm vui và sự ấm áp. Các em vui vì có cơ hội biểu lộ tình thương và lòng kính trọng đối với các bậc trưởng thượng. Các cụ vui vì thấy mình được quý mến, kính trọng và đàn con, cháu còn giữ được nếp sống, đạo đức của người dân Việt. Một bữa cơm thân mật với những món ăn đơn sơ, những món quà xổ số nho nhỏ, màn múa lân rộn rã, những tiết mục văn nghệ do chính các em và các cụ trình diễn đã khiến cho căn phòng của khu nhà dưỡng lão hôm nay vô cùng ấm áp, chan chứa tình người. Mọi người ra về còn mang theo hình ảnh những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng nói cười vang vang. Dư âm của những bài hát, điệu múa cũng đưa các cụ trở về với kỷ niệm của những ngày tháng cũ. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là anh Huân Võ, một MC rất là tài tình, rất là duyên dáng, cũng đồng thời là MC cho bao nhiêu lần nhà lão đều có tiệc và những cái đám cưới, Huân đều đem những cái câu chuyện vui nhộn đến cho mọi người. Bích Phượng xin hỏi tại sao hôm nay mặc dù trời rất là lạnh, Huân cũng có những cái công chuyện phải đi nhưng mà Huân có mặt ở đây. Dạ, tên là Huân Võ, là một thành viên của Nhà Việt Nam cũng như là Hội Kết Đoàn. Và ngày hôm nay rất là vui khi có mặt ở đây cùng với là tất cả các anh chị và các bạn để nhằm mục đích là đem một cái niềm vui cho các bác, các cụ ở trong hội nhà già ở Woodland Hills Apartment ở Arlington, Virginia. Và mỗi lần mà đến đây thì con có một cái nhiệm vụ, đó chính là làm cái người điều khiển chương trình. Thì cái kỷ niệm mà rất là vui là các bác gói ghém trong tay của mình để mà cho các bạn trong ban tổ chức 5 đồng, 20 đồng, 100 đồng. Cái số tiền nó không có là bao nhiêu cả, mà là cái tình mà các bạn nhận được từ các ông, các bà, các bác. Đây nè các con, đây là cái số tiền này để hy vọng là lần sau tụi con có thể tới mua một số những cái thức ăn, rồi những món quà, rồi mỗi người một tay. Thì tự nhớ giống như là những cái tiền lì xì của ông bà gói cho con mình, nói đây là cái tiền rất là ít mà cái tình thương của ông bà dành cho tụi con. Chúc Tết đến Nhà Việt Nam và Hội Kết Đoàn đã có nhà ý mời chúng tôi đến đây tham dự. Thành cảm ơn rất là Nhà Việt Nam và Hội Kết Đoàn rất là nhiều. Xin chúc Tết đến Nhà Việt Nam và Hội Kết Đoàn được một năm mới được thật là nhiều sức khỏe, là để mà cùng tổ chức những cái buổi tiệc như ngày hôm nay nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự và tiệc mừng xuân Canh Tý 2020 tại nhà lão Woodland Hill, thành phố Arlington, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.